Cảm ơn quay trở lại video tiếp theo của anh em tụi mình nha. Hello. Ok, hôm nay sẽ có 4 đứa tham gia thử thách của tôi. Hôm nay thử thách của tôi là cái bibim Oishikai các bạn nha. Đấy, đây là một bịch Oishikai là 10 gói đúng không? 10 gói. Đây các bạn này, 10 gói Oishikai nha. Đây cho các bạn xem này. Đấy. Mua 10 gói được khuyến mại 1 gói. Có 1 gói đâu rồi? Đấy, mua 1 gói được. À 10 gói được khuyến mại 1 gói các bạn nha. Đây Oishikai tôm này. Đấy, bây giờ tôi sẽ đặt ra thử thách cho tụi này, 4 đứa này là ăn hết 10 gói bibim này. Và sẽ đổ ra cái mâm này và ăn hết 10 gói bim bim này trong vòng 15 phút. Nếu mà không ăn hết được thì sẽ không nhận được phần thưởng. Phần thưởng của tôi đề ra là 100.000. Đấy. 100.000 chia đều cho 4 đứa. 100.000 chia 4 là bao nhiêu? 25. Ờ đấy, thế là đều gì nữa đúng không? Đấy, mỗi đứa 25.000, phải hợp sức nha. Đấy, đứa nào mà bỏ cuộc là ấy luôn. Là không được tiền luôn. Hiểu chưa? Đấy, ok, đấy. Đấy là thể lệ trò chơi các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các thành viên tham gia trò chơi này. Đây là tự nói, tự giới thiệu. Nói to lên. Thành Ngáo chưa? Thành Ngáo rồi, ok, Thành Ngáo. Tito. Thành. Cờ hó, Thành cờ hó, Thành chó các bạn nha. Thành ơi. Thành ơi. Ok, rồi các bạn nha. Bây giờ bóc ra đi. Bóc ra đi. Quả này khuyến mại không tính nha, hay là cho luôn cả bà nhỉ? Rồi, bóc ra đi. 10 gói các bạn nha. Rất nhiều luôn. Nhiều quá. Rồi bóc từng gói đổ ra mâm đi. Mỗi đứa bóc một gói đi. Đổ ra mâm kéo rơi nhá. Rơi là bắt nhặt lên ăn luôn đấy. Vỏ để gọn một chỗ nhá. Để gọn vào một chỗ. Để xuống dưới này. Để xuống dưới này. Để gọn một chỗ tí thu ra dễ. Đấy, gọn thấy nhiều không? Ui, thơm đấy. Mắc thơm. Đấy, gọn thấy được không? Mâm luôn. Đủ 10 gói chưa? Hay ăn bớt? Không bớt nhé. Nhìn hấp dẫn đúng không? Đúng rồi. Nhưng tí nữa chúng mày sẽ thấy ngáo ngán cái chỗ này đấy. Đây các bạn nha. Mâm Oishikai. Thơm không? Ngon không? Thích không? Ăn được hết không? Không. Có. Không á? Có. Không, con này loại luôn. Em bảo 50-50. Con này loại luôn. Con Thanh cờ hó loại luôn. Ăn được hết không? Chắc thế. Rồi chắc chắn không? Chắc chắn. Em chắc chắn 1 tỷ% là không ăn hết. Không ăn hết thôi luôn, dừng luôn cho chơi. Có ăn hết. Rồi ok. 1% là có ăn hết. 1% là có ăn hết, là 99% là không ăn hết gì. Thế Thành ếch đi về. Em sẽ ăn hết. 100% ăn hết. Thôi được rồi, nào okay. Và chuẩn bị nào. 3, 2, 1 để bắt đầu nha. Từ từ đã. Anh đến 3, 2, 1 nha. Để có thể lấy đồng hồ bấm giờ đã. Cho nó minh bạch. Ok nha, bây giờ bắt đầu đấm giờ này. Đến 3, 2, 1 lan luôn nha. 3, 2, 1. 15 phút nha. Ok, bây giờ tôi đang bấm giờ các bạn nha. Đây, để đồng hồ đây. 16 giây rồi. Ok, đây là 100 nha. 100k nha. Đấy, ăn hết. Ăn hết không để lại một miếng nào. Sẽ được 100k các bạn nha. Ngon không? Đấy, để đây nha. Xin cái. Ngon quá, không cỡ ngại rồi. Ngon vãi. 1 phút thôi. Nhanh ghê. Xoài, Thành ếch ăn thế mới là ăn chứ. Món khoái khẩu ếch. Đấy, ăn như thằng Thành ếch với tít này mới là ăn chứ. Ăn như chết đói. Nó để thành cục ở má này, sau tí nó nhút một thể, hiểu không? Mình đã nhai mình luôn. Thì nó đang nhai dần. À, một lối bim bim luôn các bạn, rất là nhiều. 10 gói đấy, à, tính ra là mỗi đứa 2 gói rưỡi. Chắc cũng bình thường nhỉ? Bỏ mày ăn hết được 2 gói rưỡi không? Có. Thế là bình thường gì nữa? Cái đấy bỏ. Cái đấy chưa nở. Thôi cái đấy cho bỏ. Các bạn nhìn mâm này vẫn chưa hao hụt được mấy này. Rất là nhiều luôn. Chưa hao hụt rồi. 2 phút rồi. Có thời gian đấy, nhưng mà không đâu. Chứ còn 2 gói rưỡi mà tụi mày ăn chắc cũng phải nửa tiếng mới xong. Vừa ăn vừa không tin. Thế? Có thời gian đi nha, 15 phút nha. 15 phút luôn.
tập trung vào ăn. Đúng rồi, tập trung thì sẽ nhanh hơn. Ăn cái cỡ không cay tí khác biết. Nhưng mà ừ. Bim này cay mà. Bim này á, chính ra phải ăn gần hết nửa gói bắt đầu mới thấy cay. Bắt đầu thấy tê tê. Anh nhìn Thành ếch lỗ lực chưa? Hai tay hai súng luôn. Bao nhiêu phút rồi? 3 phút 30 giây rồi các bạn nha. Đây, 3 phút 30 giây rồi. Đấy. Tiêu chuẩn là 15 phút nha các bạn nha. Liệu rằng bọn nó có lấy được 100k của tôi không? Cái này mà ăn sau uống nước no lắm. Ngấy chưa? Bắt đầu á, mà vẫn còn nhiều đây này. Ăn lại nhặt ăn cháo. Đứa là bỏ, đứa là bỏ là thua luôn nhá. Đúng chưa? Nhớ chưa? Chúng ta nước xong muốn có ăn. Ăn làm thuốc rồi. Mày ăn như này, đúng. Chứ lửa lửa. Chậm mày chắc. Mày phải bùng nổ lên nhé. Chậm mà chắc thì hết thời gian. Chưa không bắt đấy thấy mà ăn chứ để đây là đúng biết tao không nhai được tao không nhai được thì cứ đấy lại biết là anh hùng à nó giòn mà đâu phải nó ấy đâu nhai phát vỡ hết luôn rồi. Đấy đấy tít nghẹn rồi. Đây là trò chơi đồng đội các bạn nha. Đấy nên là một trong số 4 bọn này mà đứa nào bỏ cuộc là sẽ coi như là mất hết công sức của các đồng đội còn lại. Con đau cả tàu không ăn nữa. Nó nhẹ nữa. Thế nên là tất cả mọi người đều phải cố gắng. Nếu mà bỏ cái là xong luôn. Rồi. Thành lấy nước lã à? Đâu ở đâu? Nhìn nước lã ấy. Mà chế ra được cái cốc uống ngon ghê à. Ấy tưởng trong đầu của em á. Mấy cùng mới mua mà nó mới tao mà. Từ đầu nhìn ra tưởng bố đời các trai thức sâu. Không có ca. Nghe vãi. Bớt rồi em. Rồi có xấu rồi em. Bớt cái gì, bọn mày san đều ra thôi. Nó vẫn thế. Bớt mà. 6 phút rồi. Nhanh lên nào. Nước rút đi, 6 rút 30 giây rồi. Chạy nước rút nào. Thành ấy chưa? Thành ấy chưa? Chưa. Thành áo sợ ăn cay nhưng mà hôm nay ăn cay ghê nhỉ. Sợ quá sao đi ơi. Rơi kìa Thành. Này vẫn còn bình thường. Thằng Nga ăn nhãn rồi. Thằng Nga vừa ăn cả này thôi mà. Lúc đầu ấy đắt quá sao đi vậy trời. Ừ. 7 phút 30 giây rồi. 7 phút rồi. 8 phút đến nơi rồi. 8 phút là còn 7 phút nữa thôi. Ăn chạo về rồi phải ăn cơm. Bỏ cuộc đi. Hành đỡ mất tiền. Để mà nó ăn rồi thế. Nhìn như là ăn khó rồi. Cứ tưởng bỏ à. Không ngấy. Anh cứ đợi nữa. Rồi bây giờ phát biểu cảm nghĩ từng thành viên nha. Thành áo, cảm thấy thế nào? Hơi cay cay. Ngấy chưa? Chưa. Tí tổ. Làm sao có dễ làm khó được mình á. Mày vừa nói ngấy xong rồi ba phải vậy. Thanh cờ họ. Em chỉ biết ăn thôi. Ngấy chưa? Chưa à? Nhưng mà mày đang câu giờ đấy. Mày đang tụt kéo tem tụt xuống ấy. Thanh ấy. Thế nào rồi? Cảm giác cay không? Nó cay không? Ngấy không? Không ngấy à?
lúc đấy hăng say, hai tay hai súng rồi mà giờ bây giờ yếu đấy, đuối đấy. Rồi bây giờ bắt đầu thấy vơi vơi rồi các bạn ạ. Nhưng mình tin chắc là bọn này sẽ không ăn được. Đấy, mình tin chắc với các bạn luôn là không ăn được. Bởi vì thứ nhất là thời gian sắp hết, thứ hai vì mặt bọn này bắt đầu ngây ngô mà đần thối ra rồi. Chắc là sẽ không ăn được đâu. Đấy, đấy, bắt đầu ngây ra rồi, mặt đần thộn ra rồi. 9 phút 10 phút. Ok, 9 phút 35 giây rồi, 36 giây rồi. Bốc rồi. Mỗi đứa bốc một bốc cho mà mồm. Chạy lướt rút. Ôi Thành. Mày bốc vào mồm với mày rơi hết lửa rồi, mày chơi bẩn thế. Rơi một cái biết là cậu làm ít. Mười phút rồi nhá. Đây, mười phút rồi. Được chưa? Em ăn ngán rồi. Ngán rồi. Thôi tiếp bỏ cuộc. Dừng cuộc chơi. Ngán rồi, ăn từ từ một cái thôi. Được. Tít, hàng máu nhất đoạn đầu và bây giờ đã bỏ cuộc. Sắp bỏ cuộc. Em ăn rất là nhiều con nhỏ rồi. Một cốc, bây giờ uống hẳn chai luôn. Uống cốc nó còn đỡ đúng ghê hơn. Mày răng chả đánh bao giờ ghê bỏ sư. Đúng. Cốc rồi, cốc rồi. Nó đầy cốc còn lại cho mày chai. Đừng. Bỏ chai xuống. Ăn khổ mà. Đi. 11 phút nha. Cứ ở đấy câu giờ đi. Được chưa? Đúng chưa? Đấy gọi nhà 11 phút nha. Em có mà ngu như bọn này không? Nên em sẽ bỏ cuộc. À, bỏ cuộc bởi à? Bởi vì nó không ăn được em mà nó cứ cố vào. Ôi, bỏ cuộc quá. À? Nó tiếp bỏ cuộc thì bọn em cũng thua rồi đâu nữa. Thế là bọn này không 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 tiếp tục được nữa đúng không? Tiếp bỏ cuộc đúng không? Thời gian có hạn mà chỗ này còn nhiều rồi, bọn này nó đang ngán. Rồi ok, thôi. Bỏ cuộc đúng không? Chốt lại nha. Nếu như anh mà cho em thêm 15 phút nữa, em ăn được hết chỗ này. Rồi ok, bây giờ bọn này bỏ cuộc rồi. Tiếp bỏ cuộc rồi đúng không? Ừ. Thanh. Thanh bỏ cuộc. Thanh ếch. Chưa? Chưa nhưng mà có liệu có hết chỗ này không? Anh cho thêm 5 phút. 15 phút. Cho thêm 10 phút nữa, em không bỏ cuộc. Mày bỏ cuộc rồi, không nói chuyện. Đấy là, đấy là chơi bẩn rồi. Tìm, ta đang hỏi Thành Ếch. Thành Ếch, thế cho thêm 5 phút nữa ăn hết được chỗ này không? Chưa biết 50-50. Không phải chắc chắn, bây giờ phải chắc chắn. Bởi vì thời gian, thôi cho dừng lại một chút. Rồi, 12 phút rồi. Nào. Có ăn được không? Hết được chỗ này không? Chỉ Thành Ếch thôi. Thế đúng cái gì nữa? Ăn anh phải hỏi từ chỗ em. Tao hỏi mày lúc nãy rồi. Bảo có bỏ cuộc hay không? Đâu bao giờ không. Mày bảo bỏ cuộc rồi. Ôi, không không nói với mày nữa, mày chơi bẩn lắm, chiêu siêu xảo trá, xảo quyệt, chơi bẩn. Chó mà. Hả? Là chó mà. Rồi, Thành Ếch thế nào, trả lời. Chắc chắn, có hay không rồi. Em xảo quyệt bao giờ? Nếu mà không ấy, thì sẽ có hình phạt. Phạt gì anh? Có nghĩa là nếu mà đồng ý ăn chỗ này mà không thành công ấy, thì sẽ bị phạt. Phạt gì? Phạt gì thì lúc ấy sẽ tính sau. Thế nào? Khoan đã, từ từ. Anh bảo thế thì ai dám chơi, đúng. Thì phải có hình phạt chứ. Thì thêm cho nó 5 phút để đánh cược mà. Thành. 15 phút đánh cược mạng sống. Chắc không được. Không được à? Chắc chắn chưa? Thế bỏ cuộc luôn chứ. Rồi Thành Ếch bỏ cuộc. Thành Áo. Em cần 15 phút. Không nói chuyện 15 phút. 5 phút. 15 em chơi hết luôn. 5 phút. 5 phút là 5 phút. Đấy. Bây giờ đấy, hai đứa này giờ để hỏi cho hai đứa này. Thêm 5 phút nữa, một trong hai đứa này. 15 phút nữa thì nói chuyện gì? 9 phút nữa. Nào, đồng ý không? À, còn 3 phút nữa. Rồi. Rồi, ok, dừng ăn. Đây các bạn nha. 12 phút, 12 giây. 73. 12 phút, 12 giây, 73. Đấy. Thì là bọn này đã dừng ăn rồi, không ăn được nữa. Bọn này là chịu thua luôn rồi, không tiếp tục nữa rồi các bạn. Đấy. Ngấy quá. Không mà ngấy. Ngấy cái gì? Ngấy. Không phải ngấy thì là gì? Ngấy con ảo tưởng nó rất là nhiều ấy, không ăn được. Nó sặc cái mũi à? Rồi ok đây các bạn này còn rất nhiều này. Đấy. Cứ tưởng bở à? Ăn được tiền của anh rồi đấy à? Đây các bạn nha, đấy 100k lại về tay tôi rồi. Ok các bạn, đấy bọn này đã chịu thua trước thử thách của tôi rồi. Thằng này anh Tuấn lại càng mạnh lên. Ừ đúng rồi, phải khó chứ mới là thử thách chứ. Ok. Đấy, thì thử thách của tôi đặt ra bọn này đã không vượt qua được và đã không nhận được phần thưởng, nhưng mà bọn này vẫn được ăn bim bim no lê luôn. Thời gian đấy mày gọi là thời gian chứ, để cho bọn mày cả ngày thế, nhưng mà bọn mày ăn hết cả 20 gói luôn được ấy. Đúng chưa? Đúng. Đấy mà thử thách chứ này, đúng không? Đúng. Ok đấy, và thử thách tôi đặt ra thì đã không hoàn thành được. Thì số tiền này lại về tay tôi thôi. Vâng, và còn rất nhiều bim bim ở đây.
Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhá. Các bạn nào thấy video này hay nhớ like video, share video và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ anh em tụi mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.